Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay bác Hà, chú chó bác Hà cực kỳ đẹp, lưới thép đã về đến đội của đội thợ cú thợ sang rồi nha. Nên là xin chào các bác, ai có nhu cầu mua hàng chó bác Hà cực kỳ đẹp mà lưới thép về trong xưởng hoặc là mang đi sang cũng được nha. Con này thì chuyên sang hàn thú rừng nha. Con này thì nói chung ở trên các bác cái hàng cày cáo nhỏ thì hầu như là các anh chưa mang đi sang, nhưng mà lợn rừng thì năm ngoái anh các anh mang đi sang được rất là nhiều nha. Sang lợn rừng thì sang cực kỳ tốt nhá. Nhưng mà chó to này không biết nó đi nhanh không, thế các anh bảo theo hơi giờ cực kỳ tốt nữa nha. Hiện tại đã về với tay cũ thể sang. Chú chó xù bác Hà lưới then nha, lưới đem xì nha. Ở trên đấy là họ chuyên mang đi sang ở chỗ giác cửa khẩu rồi vào Trung Quốc nha, rất là nhiều thú to nha, rất nhiều lợn rừng nha. Đấy. Xong mình cũng đã bảo bác ý nhận lại, nhường lại cho mình. Con này với con đu ngày xưa mình chơi nha, là một chủ nha. Chó rất là đuổi, rất là ok luôn. Sang hàng thì không phải chê. Trong xưởng cũng cực kỳ tốt nha. Ví dụ như những người già, những người mà người ta khách mà người ta đến nhà mình thì nếu mình không ở nhà thì họ chắc chắn không bao giờ dám vào nhà nha. Lao vào rất là át nữa nha. Không như cái dòng chó cỏ của mình ở dưới này đâu nha. Chó bác Hà này thì nói chung ra là cũng cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy. Đấy. Gọi phát là dậy luôn nha. Đuôi rất là đẹp luôn. Đấy. Xù bác Hà nha. Các bác nha. Ai mà có nhu cầu mua thì lại xù bác Hà này thì liên hệ cho mình. Con này rất là to nha, trên 20 cân nha. Và tầm 23, 24 cân nha. Chó còn non được một tuổi thôi. Ông anh là có một đôi như này sang lợn rừng thì cực kỳ đỉnh luôn nha. Nên là con đấy thì nó cọc với lại nó màu hơi vẻ mà tai hơi úc. Nhưng mà ông anh không chăm sóc được, nó thả đi là nên là đi tơ. Không biết là ai bắt đi nhá, mất đi một con đấy anh ấy mới bảo là thế. Thì tiếc quá này mà... mình mà gạ suốt thì để lại cho, không thì con này mà đi mất nữa thì anh ấy mất mất nhiều quá. Thế là anh ấy đã để lại cho mình nhá. Lưới cực kỳ đẹp nhá, con này lưới đẹp. Để coi cho các bác xem lưới đẹp nhá. Mắt động lực nhá. Đuôi rất là đẹp luôn. Ai mà các bác ở thành phố có xưởng nào mà hoặc là có chạy trang trại nào mà muốn mua nó về trong thì cũng liên hệ cho mình, hoặc là ai máu mua đi sang thì cũng được. Còn con này thì chắc có ông anh nó đào rồi nhá, có còn những con khác thì mình sẽ giới thiệu hoặc là tìm cho các bác con khác. Chủ yếu mình lấy con này để ra các bác xem thích dùng này không. Con này nếu mà là không có dịch thì mình cũng gửi đi xuống Sài Gòn rồi nhá. Đợt này đang dịch nên là mình cũng rất là khổ, đang nuôi hàng con này chắc phải nuôi gần nửa tháng nay thì mới gửi được đi. Con này là chú chó sang lợn của mình, hôm nay đang cho nó sang lợn, cán được 4 con lợn, rất là mệt nhá. Mệt hôm nay về mới về đến nhà ngủ en tít một chỗ. Hôm nay mình cho các bác xem xù bác Hà của mình. Vừa rồi mình mới bắt về, mình cũng có coi một lần rồi. Nhưng mà mình chắc các bác mà đăng ký cái kênh mới của mình kia rất là ít nên là các bác không nhìn thấy. Mình hôm nay mình đăng mình để đăng lên vào cái kênh cú thể sang. Đuôi rất là đẹp nha, đuôi như đuôi bông ấy, đuôi như đuôi cái đuôi lau ấy nha. Đuôi này không biết đuôi kiểu gì. Đuôi cực kỳ đẹp luôn. Để hết ý luôn nha các bác nha.
Con này cũng đã từng có mấy ông chú ở giữa Hải Phòng. Nó cũng đặt trước để mình tìm cho nó nhá, xong về sau tìm được rồi nó lại bảo không kết, không thích. Thì em thích rồi mình lại chuyển cho ông anh ở dưới Sài Gòn rồi thì mấy bác lại thấy mình mang về nhà lại thấy tiếc quá. Lúc đầu thì nhìn lại bảo không thích. Nhưng khi đã bắt được về, khi mình bắt về nhà người khác đã cá tiền rồi thì lại thấy tiếc, nghĩ đến lúc đấy lại thấy muộn. Tháng này cũng không có nhiều đâu nha, mình đã liên hệ vào trên đấy cũng không có nhiều đâu, lâu lâu tìm được một con thôi nha. Đấy, rất là khôn luôn nha. Hôm nay mình con này rất là nặng to, không hôm nay mình cho nó đi sang lợn à. Cái ba mấy con lợn rừng sổng kia. Mấy con đấy là hàng F1 nha, thả ra phát là nó về rừng già luôn. Đi 12 con, toàn loại 12 13 cân nhưng bắt được có 4 con thôi. Mang con này đi bắt thì chắc cắn chết luôn, nhưng mà mình cũng chợ đi mình cũng thấy ngại, cái đường xã nó hơi khó đi, nó mình đèo nặng thì đi cực kỳ khó, nên là mình chở mấy con chó cò nhỏ của mình đi thôi nhá. Con này mình để lại. Các bạn ai mà có nhu cầu mua chó sang hàng thú to thú nhỏ liên hệ cho mình nhá. Ở gần thì có thể gọi cho mình, cho điện chị lên nhà xem trực tiếp nha. Còn mình xin lỗi tất tật anh em các bác nha, mình thì chơi rất là thật thôi, nhưng mình thật quá thì lại gà những người mà không thật. Nên là bây giờ các bác ai mà có nhu cầu mua chó của mình thì nếu mà sợ cái trường hợp mà tránh lừa đảo ấy thì mình xin nói với các bác trước, ai mà thật sự có nhu cầu mua rồi thì tiền nếu mà không gửi hết thì gửi một ít để cá trước thôi, để mình yên tâm là mình gửi chó xuống các bác sẽ nhận hàng cho mình thôi. Còn nếu mà không gửi được hết thì khi nhà xe nó xuống là phải trực tiếp gửi cho nhà xe. Không, mình dính cái máy ký trưởng như này là mình là một con người thật thà, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ lừa khách một đồng nào là để ăn thôi. Còn mình nói đúng bao nhiêu là khách phải giả đúng bao nhiêu cho mình. Nhưng mình đã gà máy trưởng rồi, khi mình bán một con chó thì cũng chả được bao nhiêu đồng đâu. Một con chó mình kiếm lấy, mình mang cái mất cái công đi luyện, mà mức có con thì dễ bán thì nó cũng anh em thích luôn thì cũng dễ thôi. Còn những con mình mang về mình anh em giả không được công thì mình xích hàng mấy tháng ăn hết bao nhiêu cơm gạo. Nên người ta đã lấy 1-2 triệu của mình, 5-700 của mình thì nói chung ra là những người như thế đã nói hết giá rồi, người ta lại đến khi bắt lại không giả hết tiền cho mình. Đấy, làm như thế thì mình cũng không bán nữa, mình bán cho anh em thật sự tin tưởng với nhau thôi. Nói một là một, hai là hai. Còn những con chó mà mình tiền nào của đấy bắt bao nhiêu tiền thì hết giả hết tiền cho mình, về sau mà anh em thật sự quen biết chơi với nhau thì ví dụ không chơi được muốn đuổi lại thì mình vẫn cho đuổi bình thường nhá, mình cho anh em đuổi bình thường. Còn chơi cái bài mà nhận được chó rồi thì mới gửi tiền thì mình cũng không chơi, trừ khi mình thật sự anh em chơi rất là quen thì mình rất là thân quen thì mình mới gửi đâu. Còn những người lạ lạ bây giờ mình cũng không gửi á, bởi vì mình gà mấy người à. Những cái trường hợp này thì nói chung mình dân tộc chứ mình nói mình cũng ngu thôi, mình cũng ngu thì mình mới dính cái mấy trường này thôi. Còn nhưng anh em mà đã chơi nhiều thì chắc cũng không dính nữa. Mình cũng ngu nên mà gọi là cái ngu đấy để mình mất tiền ngu để mình có thể khôn. Mất một lần mình khôn chắc chắn lần sau mình sẽ biết hơn. Nhưng mình 1-2 triệu bạc đấy là mình cũng không già thì mình cũng chẳng nghèo được. Mình không nghèo được. Nhưng mình xin phép nói với anh em các bác là ai có nhu cầu mà mua thì mình sẽ họ trực tiếp lên nhà.
hoặc xem trực tiếp lên nhà xem hàng, nếu mà cảm thấy bắt được thì bắt, mà nếu mà các bác ở xa mà không lên được ấy thì mình có thể cho các bác đuổi bình thường nhá, mang về không sao như ý thì các bác đuổi lại con khác cũng được, như tiền nong phải sòng phẳng. Còn những cái bài như thế thì giả cho nhà xe, không giả thì gọi là bán tiền cho mình ấy, thì bán không đủ tiền đấy, cái lúc mà cả xuống bao nhiêu tiền thì lại giả, thì lại còn giả thiếu nữa thì thôi, mình chỉ bị một lần thôi, lần sau mình rút kinh nghiệm. Đòi nhiều với anh em thì nói chung ra là cũng không to tát lắm, mới 1 triệu bạc, mình đòi quá nhiều thì 1-2 triệu bạc đấy, mình đòi nhiều thì lại ngại, mà mình không đòi thì nói chung ra là mình dân nông thôn thì cũng kiếm lấy 1-2 đồng mua sữa, mua bim bim cho chạy con, hoặc là mua xăng dầu để mình đi lại đi lên đi làm suốt hàng ngày ở trên nương, nên là cũng rất là vất vả. Mình cũng tránh cái trường hợp này bởi vì là anh em mua bán thì mình phải nói trước, các cụ thường nói là mất lòng trước được lòng sau, thì mình thật mất lòng trước thôi, mình không không muốn lấy lòng trước mà được lòng sau đâu. Nói chung là già mình anh em thông cảm cho mình, bởi vì là anh em, nếu mà những anh em mà đã bắt quen chó của mình rồi thì với lại mình quen biết rõ thì mình có thể cho mượn chó bình thường nha, tin tưởng nhau mà chơi biết rõ có người thì mình cho mượn bình thường, chơi được thì mới mua, không chơi được thì thôi không sao. Nhưng còn như anh em mà chưa từng biết mà lâu lâu gọi điện ra hỏi và bán chó bán biết thì mình cũng xin phép là mình khả năng là không gửi được, nếu mà tiền về đến tay thì mình mới gửi, không thì các bác xem ai liều hơn thì các bác có thể bắt, bởi vì bây giờ cũng nhiều, rất là nhiều anh em bán chó đẹp nha.